Ông Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù, bà Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù. Sáng ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án với 5 bị cáo trong vụ giao cho thuê đất vàng 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù. Ông Nguyễn Thành Tài lãnh mức án cao nhất. Hội đồng xét xử cho rằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có nhận thức khác nhau về hành vi phạm tội, nhưng các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Theo đó, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước. Thực hiện quyết định 09 sắp xếp lại công sản, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất xây dựng khách sạn, lựa chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh. Lợi dụng quá trình sắp xếp tài sản nhà nước, các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoài Nam, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thúy đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Trong đó, ông Nguyễn Thành Tài là người nhận thức rõ nhà đất 8-12 Lê Duẩn thuộc sở hữu nhà nước. Ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chấp thuận cho công ty Hoa Tháng 5 tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỷ lệ 30% giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Hành vi của ông Tài diễn ra trong thời gian dài nên phải chịu trách nhiệm chính. Bà Thúy không có khả năng áp dụng chủ trương. Tòa cho rằng, đối với bà Thúy, biết rõ dự án 8-12 Lê Duẩn nằm ở vị trí đắc địa. Bà Thúy đã thành lập công ty Hoa Tháng 5 nhằm tham gia dự án trên. Công ty Hoa Tháng 5 không có năng lực tài chính, không có kinh nghiệm, mới thành lập nhưng bà Thúy đã ký văn bản gửi công ty quản lý kinh doanh nhà tự nhận có năng lực tài chính, kinh nghiệm để xin tham gia đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Tài để ông Tài ký nhiều văn bản có lợi cho bà Thúy. Tại tòa, bị cáo Thúy cũng thừa nhận có quan hệ quen biết với bị cáo Tài và một số cán bộ để dễ dàng được tham gia dự án, được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Tuy nhiên, bà Thúy là doanh nhân không có khả năng áp dụng chủ trương nên mức án phải nhẹ hơn ông Tài. Đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, hội đồng xét xử cho rằng nội dung tham mưu không thuộc chức năng của Sở Tài nguyên Môi trường. Cho nên Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về việc tham mưu cho ông Tài ký các quyết định cho thuê đất, giao đất trái pháp luật là không phù hợp. Hội đồng xét xử cho rằng hậu quả của vụ án cơ bản được khắc phục toàn bộ, do đó cần xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo. Về tình tiết giảm nhẹ, đánh giá cả 5 bị cáo đều không có tiền án tiền sự. Các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt có nhiều bằng khen, huân huy chương. Ông Tài từng tham gia cách mạng, mắc bệnh hiểm nghèo ung thư tuyến tiền liệt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên mức án như sau. Ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù. Bà Lê Thị Thanh Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoa Tháng 5, 5 năm tù. Ông Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, 5 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 11 năm 6 tháng tù. Ông Nguyễn Hoài Nam, cựu bí thư quận ủy quận 2, 4 năm tù. Ông Trương Văn Út, cựu phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường, 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 8 năm tù, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Liên đới bồi thường 4,7 tỷ. Trách nhiệm dân sự. Hội đồng xét xử cho rằng nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước nên tuyên bố hủy bỏ việc giao đất cho thuê đất số 8-12 Lê Duẩn của công ty Lavenue, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ đã cấp cho công ty này. Đối với căn nhà số 12 Lê Duẩn do cho công ty Lavenue thuê nên phải đập bỏ, nhà nước thiệt hại 4,7 tỷ và 5 bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền này. Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách 647 tỷ để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó, các công ty đóng góp theo tỷ lệ phần trăm góp vốn. Cụ thể, công ty Hoa Tháng 5 30%, công ty quản lý kinh doanh nhà 20%, công ty Kido 50%. Hội đồng xét xử tuyên tịch thu vốn góp của công ty Hoa Tháng 5 do số tiền này được sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại số tiền góp vốn của công ty quản lý kinh doanh và công ty Kido.
Đối với việc 4 công ty thuộc Bộ Công Thương đã bán 50% vốn góp cho công ty Kido lấy 200 tỷ đồng, hội đồng xét xử cho rằng các công ty này không có năng lực tài chính nên không báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố, do đó cần thu hồi số tiền bán cổ phần nêu trên. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Xử phạt bị cáo Đào Anh Kiệt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt 6 năm 6 tháng tù tại bản án số 266 ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 11 năm 6 tháng tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Xử phạt bị cáo Trương Văn Út 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp với hình phạt 5 năm tù tại bản án số 266 ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 8 năm tù. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thời hạn tù tính từ ngày 9 tháng 10 năm 2019. Tôi chỉ nói một điều rằng là ngay cả những giờ phút này cũng như là khi tôi phát hiện ra những cái điều mà mình làm chưa tốt, tôi cũng đã cố gắng hết sức mình như cuộc đời tôi đã đi theo, đó là bảo vệ cái lợi ích chung của đất nước, dân tộc và của nhân dân mình đến cùng. Dĩ nhiên là kết quả có thể nó không đi theo như tôi mong đợi. Qua sự việc này tôi biết rằng là tạo ra một cái sự quan tâm băn khoăn, lo lắng của xã hội, đặc biệt là đồng đội của tôi, các đồng chí lão thành cách mạng, hết sức là lo lắng đến một cái tình hình phải chăng cái phẩm chất của một đội ngũ cán bộ trung kiên đã từng trui rèn ở trong lửa đỏ của cuộc chiến tranh, mà chính bản thân tôi đã 3 lần đối diện với cái chết nhưng mà không non đúng, bây giờ phải chăng rằng là đã suy thoái hết rồi chưa? Tôi rất là cảm ơn hội đồng xét xử, các cơ quan công tố cũng như là luật sư và kể cả những người làm công tác thông tin tuyên truyền đã đưa tin để thấy rõ được cái bản chất của sự việc. Tôi không có động cơ trục lợi, tôi không có chủ tâm để làm một cái việc xấu để hưởng lợi. Trong 4 anh em thì chỉ còn lại tôi rồi. Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi rồi, không biết lúc nào đã đi. Tôi không thấy kể công lao, dù ít ra tôi cũng được nói một cái điều rằng là mẹ tôi bây giờ giống như cái ngọn đèn dầu sắp tắt, không biết lúc nào ra đi. Giờ đó nếu ra đi đó thì cái bản án bất hiếu cũng nặng hơn tất cả những bản án tôi sẽ chịu. Tôi xin lỗi những người thân của tôi, tôi xin lỗi các đồng chí lão thành cách mạng đã rất tin tưởng tôi, tự hào về tôi, nhưng mà tôi đã dính vào cái chuyện đáng tiếc này. Đối tượng thứ ba tôi muốn xin lỗi là tôi xin lỗi tất cả những người dân, đặc biệt là người dân thành phố Sài Gòn, thành phố nơi mà tôi đã lớn lên, trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, trong chiến đấu giải phóng thành phố và trong quá trình xây dựng ngay từ đầu, chắc chiêu để làm cho thành phố phát triển. Tôi muốn nói được một lời với đồng bào thành phố của mình. Tôi, Nguyễn Thành Tài, đứa con của Sài Gòn gia đình, của thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, không bao giờ phản bội lại lý tưởng của mình, không bao giờ đi ngược lại cái lợi ích của nhân dân. Nhưng với tinh thần kỷ luật của một đảng viên trung kiên, tôi sẽ nhận cái trách nhiệm của mình trước những cái thiếu sót lỗi lầm mà chúng tôi gây ra. Tôi chỉ mong muốn một cái điều thôi, là nếu được, công thì phải được thưởng, tội thì phải xử lý. Tôi chỉ mong là hội đồng xét xử, các cơ quan chức năng khác hãy cả công và tội để có thể có được một cái sự
phán xét mà tôi tin rằng sẽ được như vậy, đó là một cái bản án khách quan, trung thực, thấu lý và đặc tình. Lời nói sau cùng của tôi chính là cái lời thỉnh cầu. Kính xin hội đồng xét xử hãy công tâm, khách quan, xem xét tất cả những tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ của vụ án, cũng như bối cảnh thực tế thời bấy giờ, những mâu thuẫn bất cập của những quy định nhà nước và những lời khai trực tiếp, đối chất trực tiếp của các bị cáo cũng như các luật sư ở đây, ở ngay tại phiên tòa này. Chúng tôi mong có được một bản án khách quan, công tâm, công bằng, thấu tình đạt lý nhất. Tôi xin hết.